Nếu bạn đã từng chơi qua những tựa game tán gái online và đã quá quen với việc cốt truyện nhân vật chính sẽ là một anh chàng cực kỳ may mắn ở một mặt nào đó khi quen được hàng loạt những cô gái đẹp và sẽ có một cuộc sống viên mãn, thì đây là tựa game mà bạn sẽ phải chơi ít nhất một lần trong đời nếu bạn là fan hâm mộ của thể loại game này. Lý do vì sao Director Simulator được mình đưa vào một trong những cái video thì hãy cùng xem những cái ending ở trong đây sẽ cảm lạnh như thế nào khi mà bạn ra tay trải nghiệm. Mình sẽ không spoil những cái đoạn đầu, nhưng ít ra thì mình sẽ spoil cái đoạn ending. Lý do vì sao lại spoil đoạn ending thì các bạn hãy cùng xem đoạn ending sau đây. Cô gái dễ thương xinh đẹp, một cosplayer mà các bạn đang thấy ở trên màn hình, được anh em trong kênh chat gọi với cái tên thân thương là mì gói. Lý do vì sao gọi như vậy? Bởi vì cô nàng thường xuyên thức khuya và ăn rất là nhiều mì gói. Món duy nhất mà mì gói biết nấu thì dĩ nhiên là mì gói rồi, cho nên chúng ta đều gọi là mì gói. Và hãy cùng đến với cái đoạn mà tôi chợt nhận ra là mì gói lại nói lý do vì sao cô ấy phải rời xa tôi. Những kỷ niệm đẹp liên tục ùa về và tất cả anh em hãy cùng để ý thấy chưa bao giờ có một tựa game lại đưa chúng ta tới một cái ending mà một cô gái xinh đẹp, dễ thương và thanh thuần như thế này lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vâng, bạn không nghe lầm. Đây là tựa game tán gái online đầu tiên mà tôi chơi có một cái kết, đó là nhân vật nữ bị bệnh ung thư và chết. Không hề khác bất cứ một bộ phim truyền hình nào khi bạn đã từng xem, như là Trái tim mùa thu hay Trái tim mùa đông gì đó, lâu lắm rồi mình mới xem. Thì game Hàn Quốc ngày xưa thì các bạn cũng biết rồi, ở trong mấy cái tựa phim Hàn Quốc ngày xưa thì hay có cái cảnh đó là nhân vật nữ chính hay là nam chính hay bị ung thư và từ giã cõi đời. Tựa game này cũng tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ có một đoạn ending. Và tôi xin nhắc lại, đó là ending cuối cùng mà không hề có một cái ending nào khác. Dù cho bạn đi theo nhánh nào, lựa chọn như thế nào, thì kết quả cuối cùng, mì gói vẫn sẽ ra đi, nhắc nhở cho chúng ta về việc giữ gìn sức khỏe và ăn mì gói nhiều thì có thể bị ung thư và hoảng. Cô gái mà bạn đang thấy ở trên màn hình tên là Lin, một trong những hot girl được rất nhiều anh em kênh chat yêu thích và nói chung đây là vợ quốc dân, ngoại trừ tôi không chọn em này. Nhưng không biết bằng một cái cách quy bu nào đó, tất cả mọi người đều thích em này, mặc dù em này LCD. Các bạn ấy không biết thích ở chỗ nào, nhưng từ đầu tới cuối nếu như trải nghiệm mà tán Lin thì bạn sẽ thấy cô ấy là một thiếu nữ thanh thuần, dễ thương, đáng yêu. Và có thể tổng kết bằng một chữ thôi, đó là nhìn rất là hiền, ngoan. Một cô vợ hay là người yêu mà mọi người hay là mọi anh em đều hướng đến. Không có một lý do gì mà một cô gái vừa xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền như thế này mà lại không chọn làm vợ, đúng không? Nhưng cách xin và đoạn cuối ending của em này sẽ khiến bạn phải khóc thét. Cô gái mà bạn thấy xuất hiện ở trên màn hình, tôi đặt tên là TikToker, bởi vì cô này vừa là ca sĩ và vừa là một người ở trên mạng rất là nổi tiếng. Ngày hôm đó tôi có một buổi chụp hình bởi vì tôi là photographer. Sau đó tôi về muộn và Linh đang ngồi chờ tôi ở phía trước. Có vẻ là tâm trạng của cô ấy đang rất là bực mình sau khi nghe và biết được câu chuyện của tôi. Và đây là giây phút của sự thật, nơi mà tôi cứ nghĩ rằng tiếng gõ cửa ngoài kia là tiếng của em mì gói hiện hồn về. Nhưng thật ra không phải. Nếu như có thể thì tôi sẽ phải cắt đoạn ending này ra thành nhiều phần để có thể lồng tiếng la hét của Dũng CT vào chẳng hạn. Nhưng tôi sẽ giữ nguyên cái cutscene này để cho các bạn xem một người phụ nữ có thể đáng sợ như thế nào. Thằng này nằm mơ. Cái gì đây? Anh em cua trúng con gian đê rê rồi, bỏ mẹ chưa? Thấy cuộc đời anh em chưa? Thấy cuộc đời của anh em chưa? Thấy mẹ chưa? Này thì chọn nhé. Ôi rồi ôi. Ừ đấy, vợ anh em đấy, Linh đấy. Ừ Linh đấy. Ừ đấy, Linh của anh em đấy. Linh đấy. Ừ Linh đấy. Linh đấy. Linh đấy. Linh của anh em đấy, ối rồi ôi. Đù má, nửa đêm nửa hôm dám không ôm không? Pha này anh em dám không ôm không? Không ôm ăn một gậy vào đầu, chắc cú 100%. Ôi rồi ôi, gặp con gian đê rê rồi anh em mà bỏ mẹ rồi. Anh em chọn sai đối tượng rồi đấy, tôi không biết đâu.
Xong, cuối cùng anh em chọn đúng con Yandere. Chọn một đúng không? Thì chỉ có chọn một thôi chứ chọn nào nữa anh em dám chọn cái khác. Chọn cái khác là ăn một vụt gây một gậy vào đầu không có nhiều. Giờ anh em đi ra ngoài mà anh em gặp cái thằng nào đó mà nó tỏ tình với anh em, nó cầm cây súng trên tay thì nó hỏi anh em có yêu không, anh em dám nói không yêu không? Đậu phộng. Ánh mắt, ôi dồi ôi đù má, ánh mắt rippy vờ lờ. Em ơi, nửa đêm nửa hôm em đừng làm anh sợ nha. Má hên là nó còn mặc quần áo trên người đó, chứ mà nó lột quần, nó bay vô, nó hỏi tôi có tuột không là chết mẹ, nó biết trả lời như thế nào. Cái gì đấy, what the fuck bro? Cái game này đen tối quá anh em à, tôi đang chơi game kinh dị à. Tôi đang chơi game kinh dị anh em mà, oh shit. Tất cả anh em tuột quần xin lỗi tôi đi, được chưa? Anh em tuột quần xin lỗi tôi đi, tôi sẽ cho anh em xem cái kết anh em ôm này. Tôi sẽ cho anh em cái kết là anh em ôm này. Đấy, để xem. Để xem, nó có vụt một gậy vào đầu anh em không? Không á. Tại mình đi về muộn nên em nó thế. Gì con này gian đi rê anh em ơi. Có lúc này có chọn có tim hay không tim đâu anh em. Lúc này chọn có tim hay không tim đâu anh em. Kết xin nó có tới đó thôi anh em ơi. Thôi xong rồi. Cái kết là như nhau anh em nhé. Vẫn đi tới một cái kết này thôi anh em nhé. À, chúng ta còn có một cái kết trước là chọn ôm hay là không ôm này. À không không không, trước cái đó nữa. Trước cái đoạn này nữa. Khoan, đợi tí. Trước cái đoạn này nữa, ôm hay là không ôm lại có một cái kết khác này. Đó, bây giờ là mở cửa hay không mở cửa này. Bây giờ là không mở cửa đúng không? Tôi sẽ không mở thử xem. Có ai ở đây hết em ơi? Không có ai ở nhà hết baby. No. Tại sao anh không mở cửa? Rồi sao? Hai á? Xin lỗi á? Hai á? Nó đi một mình. Nó lấy cái kìm cắt dây. Rồi Linh của anh em đấy. Đấy thì tạo đổ thừa. Đấy thì đi về muộn hay không về muộn đấy. Đấy Linh của anh em đấy. Đấy. Cầm con hàng đấy. Linh của anh em đấy. Ôi dồi ôi, Linh của anh em đấy, anh em được chưa? Thích chưa? Rồi là lứng dữ chưa? Rồi đấy anh em lứng chưa? 1 hay 2 cứu tôi với, định mệnh anh em. Anh em tự ra mà cứu tôi đi này, mau lên, cứu tôi với, 1 á. Crazy. Hả? Rồi nó có bợp một dao vào đầu tôi hay không đấy? Trời ơi, cái cốt truyện game này nhiều lắm anh em à. Tôi thề, mỗi một nhánh nó ra một đống thứ luôn. Hai đúng không? Ồ, anh em cứng nha. Anh em cứng đấy. Vậy ôi, không sao. Vẫn là ôm hay là không ôm thôi. Lúc nãy ôm rồi, tôi không ôm luôn. Không ôm đấy, em đi ra ngoài. Phòng thủ. Đưa tay đỡ dao hả? What the fuck bro. Đoạn này gây cấn quá. Hay là em này thích chơi bạo nhỉ? Tôi nghĩ em này thích chơi bạo anh em ơi. Tôi nghĩ là em này thích chơi bạo thôi. Chúng ta sẽ tấn công nhỉ? Tấn công. Phan vào đầu mày luôn này. What the fuck cái tựa game này. Chui vào thang máy, chạy xuống tầng hầm, hay là đi kiếm cái cốc. Không đỡ được đâu đương nhiên. Trời ơi, ai đi học võ mà anh em dạy tôi mà lấy tay mà khống chế dao là tôi nghỉ luôn. Tôi đi về luôn, để nó nhiều. Hu hu, đánh em nó đâu vờ cờ lờ. Có cái con kẹt mà đâu vờ cờ lờ nhé. Ba đúng không? Đi kiếm cái kỹ vật à. Chạy đi con ơi, lấy hết sức bình sinh chạy đi con ơi. Nó phạt vào đầu mày đấy. Ừ, chạy đi. Đúng, món quà mà ngày xưa em đã từng tặng anh. Đúng, nói chuyện tình cảm, nghe anh nói. Nói chuyện tình cảm đi, nhớ lại đi. Ôi, tôi đã nói với anh em rồi, xong. Chém rồi mà vẫn còn thuyết phục được á, ô đỉnh phải.
Vãi thật, đỉnh thật, đỉnh 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 đỉnh. Sau khi tôi ăn một dao tôi vẫn còn sống. Tôi ăn một dao nhưng tôi vẫn còn sống, anh em nhớ tôi trâu bò vờ lờ. Game này game kinh dị mẹ rồi, định mệnh anh em nha. Anh em chọn con này đấy nha. Ôi trời ơi, anh em lừa tôi. Chết 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 chết. Một điều nhịn không có chín điều lành đâu. Một điều nhịn thì ăn hai dao rồi. Sau này thì mày nhịn, mày giải thích hộ tao cái đấy anh em đấy. Ok chưa? Chôn mẹ rồi. Chôn mẹ rồi còn đâu nữa. Và đây là hai trong số những ending mà chúng ta sẽ có ở trong tựa game Director Simulator. Chào mừng các bạn đến với địa ngục. Hãy trải nghiệm đi và hiểu thấu nỗi đau của tôi. Quá hay, game quá hay, tuyệt vời luôn. 10 điểm, 10 trên 10, không có nhưng. Dạ. Yeah.